luôn tự tin với ngoại hình quá khổ của mình. Nữ diễn viên Ngọc Lan mang đến cho mọi người cảm giác dễ chịu bởi cách diễn xuất đầy vui tươi và lạc quan. Xuất hiện tại hội quán Thiếu Lâm mùa 2, chiêu trò gì sẽ được Ngọc Lan vận dụng để có thể áp đảo được mọi người? Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngọc Lan sẽ tham dự hội quán Thiếu Lâm với một cái vai rất là dễ thương, là niềm mơ ước của mình, đó là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Và cái câu chuyện rất là vui, rất là thú vị là cô bé này sẽ tìm gặp bà của mình trong khu rừng sâu, bị một tên sói bắt cóc cách đây 10 năm, để coi cô bé Hoàng Khăn Đỏ với lại cái đám sói đó ai là người chiến thắng. Nhớ đón xem nha. Mùi gì ấy? Không, ta đang tìm mùi của lá mờ. Hả? Lá mờ. Cái mùi này còn ghê hơn lá mờ nữa. Mùi gì? Nè. Mùi lá. Hai con sói kia. Cho ta hỏi, đây có phải là hang ổ của vua sói không? Người mà gọi là thiên hạ đệ nhất sói ca đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Bà là ai lang thang đây tìm sói ca? Trời đất ơi, nghĩ sao kêu ta là bà vậy? Nhìn ta coi ta không dễ thương sao kêu ta là bà? Không phải gọi là bà, chứ gọi là gì? Ta là cô bé trùm khăn đỏ. Cô bé trùm khăn đỏ, mà sao dạo này cô bé béo phì quá vậy? Dạo này thức ăn nó chứa nhiều quá chất quá, cho nên ta ăn ta bị béo phì đó. Khoan, cô bé nhắm mắt lại đi. Rất miếng dán mí rồi nè. Có, không phải miếng dán mí đâu. Dạo này cô bé phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, xấu quá nè. Thì đó. Cô bé nghe đồn đã lâu rồi, đi ra đây hỏi thăm chút xíu. Sao, dạo này vẫn khỏe chứ hả? Khỏe. Ăn uống điều độ hả? Ăn uống điều độ nhưng mà ăn quá chất không cho nên bị béo phì nè. Định ăn thịt cô bé nói vậy thôi. Không, nó giỡn, nó chơi thôi, sói dễ thương mà. Nè, ta nói cho biết trước nha, các ngươi ăn thịt ta đi rồi mới biết nha. Bởi vì sao? Ta ăn quá chất không đó, các ngươi ăn vô các ngươi chết. Không, hiểu không? Ta chỉ sợ có mỡ trong máu thôi. Ê, không nói nhiều nữa. Vua sói của các ngươi đâu? Kêu hắn ra đây cho ta. Ta là ai? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ là ai? Tiến tới đây gặp sói ca lại. Bố muốn kêu mà kêu hả? Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, thấy nghe cô nổi tiếng, tôi cũng đọc tôi biết cô rồi. Sao chỗ này bà ngoại vẫn ổn, ăn bánh bao đều chứ hả? Đó, nhắc tới bà ngoại ta mới tức. Sao vậy? Kêu hắn ra đây, trả lại bà ngoại cho ta. Ủa? Các ngươi còn nhớ không, cách đây 10 năm, chính các ngươi lúc đó các ngươi còn nhỏ xíu à, các ngươi đi theo một con sói già bắt cóc bà ngoại của ta. Bây giờ ta hỏi bà ngoại ta đâu, trả lời cho mau, không thì ta sẽ báo thù các ngươi đó. Thì hồi đó nãy cô bé Hoàng Khăn Đỏ cũng nói rồi, lúc mà đi theo còn nhỏ xíu à, biết gì đâu, thì giờ cũng biết gì đâu. Hồi đó còn nhỏ xíu gì? Mà bây giờ biết gì đâu. Không biết gì, nhưng mà tên sói già kia biết. Các ngươi kể lại kể cho nghe, ra đây ngồi kể cho nghe. Sao? Là vậy, cách đây 10 năm. Xích ra. Ta là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ta phải ngồi đẹp như thế này. Đừng có đưa cái này vô mặt. Xích ra. Ngày xưa cách đây chừng 10 năm gì đó. Ok. Lúc đó bà ngoại của ta bị một con sói già bắt cóc. Thuở ấy ta xinh đẹp lạ thường, ốm nhom ốm nhách cỡ như ngươi vậy nè. Ta mới đi lang thang vô rừng, ta hái hoa bắt bướm. Trời ơi, đừng nhảy quá con bé, động đất quá vậy. Ở trên này nó có cái cục hết, không có nhảy được, lên đây ngồi lên nhảy rồi. Rồi bớt nhảy lại, rồi sao không, có sao không? Nhảy động đất quá, bớt nhảy lại. Thì ta phải diễn tả cho các ngươi biết là cái câu chuyện ngày xưa nó sinh động như vậy chứ. Rồi tung tăng ngoài rừng như thế nào, khu rừng đó còn tồn tại không hay là bây giờ lúng quá trời? Lúng cái gì? Đó là khu rừng này nè. Khu rừng này rồi hả? Hèn gì xung quanh chứ làm. Cô bé, ngồi xuống đây cho hỏi cái này. Hái hoa bắt bướm thôi mà sao nó mập dữ vậy? Nữa hỏi hoài. Không phải, ta thắc mắc lắm, câu chuyện nó chưa có đầu đuôi gì hết trơn á. Ngày xưa ta nói ta ốm nhom ốm nhách như người gì đó. Rồi tới hái hoa bắt bướm.
Thế là có một con sói nó đi theo ta. Nó cứ ta đi đâu nó đi theo đó. Ta sợ lắm, ta tưởng là hắn định ăn thịt ta. Ai dè hắn bắt cóc bà ngoại của ta. Khoan, ủa cái gì vậy? Cái gì mà nó ngon nó ngọt thì mới ăn chứ, bà ngoại nhà ngươi già vậy ăn chi không ăn nhà ngươi. Thì bây giờ tao mới tức, tức quá. Bây giờ 10 năm sau tao lớn lên rồi tao mới tìm hiểu, tao nói ớ bà ngoại tao già như thế, xấu như thế, đã có gia đình như thế mà tại sao bắt cóc để làm cái gì, đúng không? Đúng tại rồi sao kỳ lạ vậy, có vấn đề gì đó đây đúng không? Tại sao đi theo cô bé hoàng khăn đỏ mà lại là bắt bà ngoại? Tại sao vậy? Trời ơi, muốn biết không? Có vấn đề gì? Đi vô hỏi ổng, kêu ổng ra đây, ổng trả lời cho nghe. Bây giờ nhiệm vụ. Thôi. Sói cay vậy. Ai đây? Đúng rồi, đúng là ngươi rồi. Ngươi là vua sói đúng không? Cách đây 10 năm ngươi đã bắt cóc bà ngoại của ta đúng không? Sói ca là ta. Sói ca. Bà ngoại ta đâu? Ngươi là ai? Ta là cô bé trong khăn đỏ. Sói ca. Sói ca nhiều. Sói ca có fan hâm mộ nữa. Ta là cô bé trùm khăn đỏ, ta đến đây để tìm bà ngoại của ta. Bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại ta đây. Cô bé trùm khăn đỏ à? Ngươi nhớ ta không? Các người, con kiểm tra mắt của cha coi còn tinh tường không? Vẫn còn tỉnh táo mà. Mặt này mà gọi là cô bé à? Phải gọi là bà bé hoàng khăn đỏ mới đúng chứ. Thì cách đây 10 năm ta là cô bé, bây giờ ta đã thành bà bé rồi, cho nên tao mới đây ta tìm ngươi. Lúc đó ngươi là một tên sói già, nhưng mà bây giờ ngươi còn già hơn nữa. Bây giờ ngươi đã thành tinh rồi, ta sẽ gọi ngươi là sói tinh, được chưa? Ok. Nhưng mà ta thắc mắc ngươi nè. Trời đất ơi, ngày xưa ổng đẹp dễ sợ chưa, còn nhìn bây giờ nữa nè. Ngày xưa ta ốm hơn bây giờ. Đắng lòng quá. Cái quan trọng, ngươi tìm ta để coi nhan sắc của ta hay tìm chuyện gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại cho ta. Nếu bà ngoại ta còn sống, ta xin ngươi đó. Còn nếu mà bà ngoại ta chết, thì ngươi hãy trả tiền cho ta. Trả cốt cho ta. Nghĩ sao mà cô bé già vậy mà bà ngoại còn sống, chắc bà ngoại cũng thành tinh rồi. Sói ca, có chuyện gì vậy sói ca? Cái đồng hồ, đúng rồi, cái đồng hồ. Đây, thấy chưa, cái đồng hồ này là đồng hồ của bà ngoại của ta. Tại sao? Ta không cho ngươi đụng vào. Okay. Anh thợ săn. Thợ săn có gì? Sao không? Thợ săn kỳ á. Đây, đây là anh thợ săn. Người này, người nói đi. Người là bằng chứng. Trời đất ơi, thợ săn gì mà mặt thiểu năng vậy? Trời đất ơi, ông ăn chút cái gì mà bây giờ ông đi hết nổi rồi hả ông thợ săn? Cái này con cáo hay là cái gì? Con này con này con quỷ gì vậy? Là sao nó chưa nói được gì luôn. Trả bà ngoại của cô bé ra đây. Ngày xưa ta là thợ săn. Ta đi giải cứu bà ngoại con bé, nửa đường bị đau bụng, ta tạm thời nghỉ nửa tiếng. Vậy mà bọn cáo các người, sói các người tới bắt bà ngoại cô bé đi. Trả bà ngoại cô bé đây. Bắn đi. Ủa sao mà chết anh vậy? Ta bắt bà ngoại của cô bé có bằng chứng không? Đến mắt ta thấy. Mắt người thấy, vậy thì ta cũng thấy chính người mới là kẻ bắt cóc bà ngoại của cô bé. Vu khống. Cái gì? Vu khống. Cái gì? Tại sao ngươi nói với ta? Hắn là người bắt cóc bà ngoại. Hắn là người bắt cóc bà ngoại. Sao vậy? Phải tin ta chứ. Đúng rồi, phải tin ta chứ đúng không? Anh thợ săn bắt cóc bà ngoại ta để làm cái gì? Đúng, ảnh đi vô rừng ảnh săn là ảnh chỉ săn thú thôi. Bà ngoại ta là người. Đây nè, cái đồng hồ là đồng hồ bà ngoại nè, một cặp nè. Đó. Đúng rồi. Cái này là ta lượm được ở trên đường đi chơi. Ngươi đừng có quỷ biện. Ngươi đã ăn thịt của bà ngoại ta rồi đúng không? Rồi ngươi lấy cái đồng hồ của bà ngoại ta đúng không? Ta là thú. Ta có giờ để làm gì?
Có. Ta chỉ biết mặt trời lên đi kiếm ăn, mặt trời lặn ta đi ngủ, không cần phải coi những thứ bà này. Bà ngoại ơi, hãy về với gia đình đi. Gia đình đã tha thứ mọi lỗi lầm. Bà ngoại ơi. Cuối cùng rồi hả? Bà ngoại ta đã bị hắn ăn thịt rồi, làm gì có trong đó mà kêu. Ta không bắt bà ngoại ngươi. Đúng rồi, thói ca của nhà ta không bao giờ ơi, làm tìm bà ngoại chỗ khác đi, cô bé bà ngoại đó. Đứa ơi, chị đó. Tôi tìm thấy bà ngoại của chị rồi. Đây là bà ngoại của chị đó. Trời ơi, đúng rồi. Ngoại, ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại còn nhận ra con không? Con là cô bé trùm khăn đỏ nè ngoại. Bà ra đây làm gì? Bà ra đây làm gì? Nè, ngươi làm gì ngoại ta? Ngươi làm gì ngoại ta mà bây giờ ngoại ta ra đâu vậy? Bà làm gì người ta vậy? Đi đâu vậy trời ơi? Ngoại, ngoại ơi, ngoại làm sao vậy nè? Đúng rồi. Ngoại, ngoại, ngoại ở trong rừng riết. Bây giờ ngoại cũng giống như con sói luôn rồi. Trời ơi. Tôi chết rồi. Chị Thọ, chị nghe tôi nói. Theo cuộc tình báo của những con báo xuyên đêm thì hình như bây giờ bà ngoại của chị đã ở chung với lại anh sói rồi, sói ca rồi. Hả? Bây giờ thành sói bà rồi hả? Đúng rồi con. Hôn nhân của sói ca hả? Mà sao bữa giờ lâu nay bà không có gặp con? Con ăn cái gì mà con béo phì quá vậy? Con ăn toàn quá chất không à. Vậy hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá. Vậy thôi bây giờ con ở đây đi. Có bà mổ thịt sói cho con ăn được không? Không, 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 không. Con lấy tạm con cho con ăn được không? Không được đâu. Nhưng mà nếu mà ăn thịt sói cũng được á. Bậy. Mà nó ốm quá ăn cũng ngon. Không có thấy được, mà. Không có thấy được. Ta không thể ăn thịt bừa bãi như vậy được. Đúng chị rồi. Hả? Bây giờ làm sao? Khoan nha, trước khi ấy sói ca cho tụi con hỏi là cái con mà beo beo kia nhìn nó vừa giống con ếch nè. Nó cũng giống con thằng lằn nè. Mà nó cũng giống con heo nữa. Cuối cùng nó là con gì? Nó là con quái quật gì vậy? Nói chung ta lai. Tất cả những loài thú trong rừng này đừng có thắc mắc. Biết ta tục tình báo của những con báo xuyên đêm. Trước đây nghe mọi người ở trong vùng này kể lại, sói ca này đã bị đám thợ săn ghen bắt. Và chính bà đây đã xông ra cứu sói ca. Sau đó sói ca đem lòng thương bà, ta tỏ tình nhưng bà không chịu, nên sói ca đành phải dùng cách bắt cóc bà của chị. Ủa gì kỳ vậy bà? Sao bà cứu ổng rồi ổng thương bà không chịu đi? Đó thì bây giờ bà không biết bà có thương bà ở trong này đó. Bây giờ cái phần trên bà còn con người, cái phần dưới là bà ra con sói rồi đó con. Thấy không? Chết rồi. Có đuôi đàng hoàng rồi, thấy không? Trời ơi. Cái gì vậy sói ca? Cái gì vậy? Cháu bà đã kiếm ra bà. Vật này bà đã tặng cho tôi. Bây giờ bà sắp về với thế giới của loài người. Tôi trả lại cho bà. Bà hãy về nơi mà bà đang sống. Đi, đi bà, đi. Cứ coi tất cả ở đây chỉ là kỷ niệm. Bà về đi. Không. Thầy mạnh mẽ lên. Ông sói ơi, mạnh mẽ lên. Tôi nói thiệt với ông, tôi sống với bầy thú lâu nay riết, bây giờ tôi như thú, tôi quen rồi. Tôi không có về với con người được đâu. Ông cho tôi ở đây với ông đi, ông sói ca. Bà ơi, con cháu gì bà? Không lẽ bà bỏ cháu sao? Thôi bà, con xin bà. Bà ở trong rừng bà quen rồi, bà không có về đâu. Con đi về đi. Không ấy vô đây ở chung luôn. Còn không vô đây ở chung luôn đi. Gia nhập vô đây với bầy sói luôn đi con. Bà nghe tôi rồi, nói sao hả? Cháu nó cần sự chăm sóc từ nơi bà. Và bà cũng cần sự chăm sóc lo lắng của nó. Bà hãy trở về đi. Thôi tôi trở về hả ông? Trời ơi tôi trở về rồi, ngày nào tôi cũng nhớ tới cái mõm chó sói của ông hết. Cái mõm chó sói thân yêu này ngày nào tôi cũng chà răng đánh răng cho sói hết. Rồi ngày nào tôi cũng hung con
sói này hết rồi. Bây giờ tôi về, tôi không có sói ca, tôi buồn lắm mà. Chắc tôi nhớ sói già nữa đó. Bà ơi. Gì con? Bà đứng lên, bà nghe con hỏi nè. Ừ. Bà ở đây 10 năm rồi phải không? Ừ. Bà có tình cảm với ông sói già rồi đúng không? Đúng rồi. Sao chị? Chị quyết định sao? Thôi được rồi. Tình yêu mà phải đến từ hai phía. Hai người họ yêu nhau quá. Bây giờ mình cắt đứt, mình chia lìa, mình sao nở. Với lại bây giờ bà của tôi cũng sống với bầy sói này quen rồi, đã thành người của họ rồi. Cô mà bé, tôi cũng khôn lớn rồi. Thì thôi cô bà bé, ở lại luôn đi nha. Giữa ta với bà ấy không có thể nào có tình yêu đôi lứa được. Tại sao? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Cái gì vậy? Bởi vì ta là loài thú, bà ấy là loài người. Bà ấy đã dùng tình cảm của bà ấy đã cảm hóa ta, và ta đã trở thành một con sói ngoan ngoãn, không đi bắt người ăn thịt nữa, không phá hại ai nữa. Ta cứ ẩn nấp ở trong hang và sống nơi của mình, không phá hại đến ai. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã cảm hóa được những loài thú dữ như chúng tôi. Nhưng thế giới ở đây không thuộc về bà. Bà cứ về đi, về để lo cho cháu mình, dạy dỗ nó cho nên người, và để cho nó báo hiếu cho bà. Xúc động quá, ta sẽ bảo vệ các ngươi ở giữa thế giới loài người. Trời ơi, xuất hiện một con sủng nhi. Cái con sói này chắc chưa bị xử đó. Con thôi, tình cảm mình đã là tức gì. Cô bé rồi. Dạ. Con hãy đưa bà về đi. Khi nào bà khỏe có thời gian, hãy lên thăm chúng tôi. Cảm ơn bà. Mình về thôi bà. Cảm ơn ông. Bây giờ tôi sẽ về với cháu của tôi.